Vâng, lại là em Phạm Huấn các bác nhá. Chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục về rất là nhiều mẫu hàng mới. Võng vẽo các kiểu con là điều cho bác luôn. Khăn tắm, khăn mặt các kiểu nhá. Rất là nhiều hàng để phục vụ các bác. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ cho em. Lưu ý các bác là đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship các bác nhá. Đấy, các bác cứ mua đủ 200 là ok thôi, là lên đơn thôi. Không mất 1.000 tiền đồng ship nào đâu. Các bác yên tâm là như thế các bác nhá. Đó, em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, nhận hàng, kiểm tra thanh toán, cân nhắc trước khi mua hàng. Các cái số hotline của em trên tấm biển màu đỏ chữ màu trắng nhá, các bác có thể liên hệ nhá. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là hôm nay bên shop về cho bác cái lô võng xếp này. Đấy, võng xếp cao cấp. Hàng này thì nó sẽ là hàng Việt Nam cao cấp thôi nhá. Đấy. Hàng Việt Nam chất lượng cao, võng xếp như này. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng này của nó sẽ là hàng máy đan kép và nó sẽ là hàng vanh hết nhá. Cho nên các bác dùng cực kỳ là yên tâm luôn, chứ không như những cái hàng truyền thống đâu. Hàng truyền thống nó chỉ là hàng dệt bo đầu thôi, còn hàng này của nó sẽ là thuộc cái dạng là hàng như này các bác này. Đấy, nó khá là to nhá, khá là to luôn. Đây, quai của nó sẽ là thuộc cái dạng quai kép như này và nó sẽ có một cái con vanh như này. Đấy, con vanh như này và nó sẽ được trần vải dù hết nhá, vải dù, vải bố hết thì nó rất là chắc chắn và quai đeo quai điếc của nó rất là chắc chắn luôn. Riêng con này thì các bác dùng thì không bao giờ lo bị đứt quai hay là do lo bị rách nhá. Đấy, nó rất là chắc chắn luôn. Đây, em sẽ căng thử cho bác xem. Căng cho anh tí xem nào. Đấy, rất là ngon lành luôn nhá. Đó. Con này thì để em sẽ căng cho em đo cái kích thước cho các bác xem luôn. Và em sẽ công bố cho các bác cái giá nhá. Đấy. Lên cho em là võng xếp nhá. Võng xếp giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 150.000. Đó. Các bác lên cho em là võng xếp này. Đó. Võng xếp, đó, võng xếp. Giá của nó sẽ là 150k cho một cái bộ võng xếp như này nhá. 150k. Đó, lên cho là võng xếp giá sẽ là 150.000. Con này mà các cái bác mà đi bán dọc đường thì các bác đang bán 200-300.000 đấy nhá. 200-300.000. Đấy, 250-300.000 cho một con võng như này chứ không có cái giá là 150.000 đâu. Nhưng bên em bán thì nói chung là giá hạt rẻ cho các bác thôi. 150.000 cho một con võng xếp như này. Để em sẽ đo kích thước cho bác xem luôn. Đây các bác nhá, khi răng ra thì nó sẽ như này này. Đấy, cái bản chiều ngang của nó thì nó sẽ nếu mà kéo hết vành thì nó vào khoảng là 1 mét. Còn mình để chế độ tự do như này thì nó sẽ vào khoảng là 65-70 cm nhá. Còn khi kéo hết cái chiều ngang này thì khoảng 1 mét này. Còn ướm vào viên gạch xem nào, kéo hết ra xem nào. Đó, 1, 2, 3, 6, 18. Thì nếu mà cái chiều dài này của nó từ đầu đến cuối thì nó vào khoảng hơn 2 mét nhá. Nói chung là con này thì rộng lắm á. Đấy, các bác trông bình thường, mắt thường các bác trông như này là các bác đã biết rồi. Đấy, mà con võng rất là rộng luôn. Và vải này của nó thì nó sẽ là một cái dạng vải dù nhá. Ui giời. Vải dù trần hai lớp như này nhá. Của nó thì nó sẽ là thuộc dạng là hai lưới như này các bác nhá, hai lưới như này. Đó. Hai lưới như này và nó sẽ đan liền vào nhau thì nó sẽ quận vào thành một vòng thì bên này sẽ hở còn bên kia thì nó sẽ là liền luôn. Nói chung là nó sẽ là một sợi liền các bạn, nó đan liền vào nhau. Nói chung là con này thì dùng thì miễn chê các bạn. Đấy. Các bác có thể về để mình đây, võng xếp Hoàng Minh Đức này. Đấy. Con này thì các bác có thể sử dụng trực tiếp này. Đấy, treo lên cây cối hoặc là nhà mình có phần cột rồi thì mình treo lên nó rất là tiện thôi. Giá sẽ là 150.000 cho một con võng xếp như này. Đấy, các bác lên cho em là võng xếp nhé. Võng xếp giá của nó sẽ là 150.000 cho một chiếc như này nhé. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Con này thì nói chung là các bác dùng thì thực sự ra là nó rất là tiện dụng nhé. Lên cho em là võng xếp giá sẽ là 150.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái các bác lên cho em mã là cưa vàng nhé. Cưa vàng giá của nó sẽ là 190.000 cho con cưa vàng như này thôi. Giá rất là tốt luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là bộ cưa vàng nhá, bộ cưa vàng giá của nó sẽ là 90k cho cái bộ cưa vàng như này. Bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là combo là rất là nhiều các cái đầu cưa khác nhau. Đấy, rất nhiều các cái đầu cưa khác nhau nhá. Đấy. Đây. Của nó sẽ bao gồm cho các bác là 4 cái lưỡi nhỏ này. Đấy, 4 cái lưỡi nhỏ, một cái lưỡi to như này, một cái lưỡi to như này. Đấy, và thêm là một cái thân cưa như này này, một cái thân cưa này nữa này. Đấy. Con này thì nó sẽ có làm căng các thứ tất luôn, làm căng các thứ tất luôn này. Ui giời, xịn nhỉ. Mẹ có 90.000 mà như này là quá xịn sò đấy các bạn. Đấy. Có làm căng làm miếc hết luôn các bác nhá. Đấy. Đây, rất xịn sò luôn. Giá thì chỉ có 90k thôi. Các bác có thể dùng để thay tháo đầu rồi các kiểu con này điều được luôn. Đây. Bộ này của nó sẽ bao gồm 1 2 3 4 5, 5 lưỡi cưa sắt này, một lưỡi cưa gỗ này, lưỡi này để cưa gỗ này. Đó, và rất là nhiều các cái chi tiết đi kèm nữa. Đây, một bộ combo như này. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá một bộ cưa gỗ như này nhá. Đấy. Lên cho em là bộ cưa vàng nhá, bộ cưa vàng. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 90.000 thôi, giá quá hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là bộ cưa vàng nhá.
bộ cưa vàng, giá quá hạt rẻ luôn các bác nhá. Đó, giá quá hạt rẻ cho các bác luôn. Đó, một cái bộ cưa cực kỳ chất lượng như này. Đấy. Bộ cưa vàng, giá của nó sẽ là 90 cao nhá, 90.000 cho cái bộ cưa vàng như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bình xịt inox nhá, qua lên theo là xịt inox này. Đấy, con này thì sơn của nó sẽ là thuộc cái dạng là sơn inox nhá. Khi các bác xịt phủ lên các bề mặt thì nó sẽ đây, đấy, nó sẽ là một cái lớp inox mỏng như này. Nó sẽ phủ lên các bề mặt như này các nhá. Đó. Và nó sẽ giúp cho các bác là chống rỉ, chống ăn mòn rất là tốt luôn. Đây, các bác xịt như này nó sẽ này. Đấy, nó sẽ phủ lên cho các bác này. Rất là tốt luôn. Đó. Lên cho em là xịt inox nhá. Giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Đưa thêm cái bút. Lên cho em là xịt inox nhá. Giá của nó sẽ là 80.000 này. Lên cho em là xịt inox nhá. Đó, xịt inox này. Giá của nó sẽ là 80k nhá. Đấy, 80.000 cho một chai xịt inox như này. Giá chỉ có 80k này nhá. 80k cho một chai sơn xịt inox như này. Con này thì cái dung tích của nó sẽ là 380ml và 180g nhá. 380ml, 180g chuyên để xịt inox nhá. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy, hàng rất chất lượng cho bác luôn. Chuyên để xịt chống rỉ, chống ăn mòn quá nhá, chống ăn mòn. Đấy, các bác làm đi tàu biển, tàu biết các thứ ra hoặc là đồ nghề, quốc xẻng, đồ gia dụng các thứ mà cần phải xịt thì các bác tráng cái lớp inox lên cho em. Nó sẽ bảo vệ ăn mòn rất là tốt luôn. Đặc biệt là nhà bác nào mà cổng sắt, cổng giếc mà bị rỉ đấy, các bác về đánh sạch đi cho nó xịt cái sơn này lên cho em. Bền đẹp, vĩnh viễn luôn các nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái con máy xay tỏi ớt nhá. Đấy, có lên cho em là xay tỏi ớt mini. Con này thì nó nhỏ gọn thôi. Đấy, chuyên để xay tỏi, xay ớt, xay tiêu nó rất là ok luôn. Nó sẽ có tặng kèm các bác một cái dây sạc như này. Về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Đấy, lên cho em là xay tỏi ớt mini nhá. Con này rất là tiện dụng luôn. Đấy. Con này thì đơn giản, chả có gì phức tạp cả. Rất dễ thôi. Các bác về các bác chỉ cần bấm này là nó xay thôi nhá. Đấy, cho tiêu, cho tỏi, cho ớt, cho các thứ vào đây. Đấy. Ở đây nó sẽ có hai cái cánh quay như này và nó sử dụng pin sạc nhá, cắm sạc vào đây. Đấy. Có cho tiêu, cho tỏi, cho ớt vào đây thôi. Con này thì của em đã đang để lâu, nó đang hết pin đấy. Chứ còn con này xay rất là khỏe luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là máy xay tỏi ớt nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác giá chỉ có 80.000 thôi. 80.000 cho một con máy xay tỏi ớt này thôi nhá. Đó. Rất là tiện dụng luôn. Máy xay tỏi ớt mini này. Đấy. Máy xay tỏi ớt thôi, không cần. Máy xay tỏi ớt nhá. Giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. 80k cho một con máy xay tỏi ớt như này. Rất là tiện dụng luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Ok, bây giờ thử xay tỏi với cái máy này nha. Khá là nhuyễn nha. Cái này mà bằng tay chắc cũng phải 5 phút mới được như vậy. Và chiếc máy này xay ớt hay là xay hành cũng rất là ok nha. Cực kỳ đơn giản. Để test độ mạnh của máy này thì mình sẽ xay cà rốt cho các bạn xem. Nhìn xem 100 cành nè, đáng tiền chưa. Máy xay mini này thì chỉ có 4 phần đơn giản. Phần máy chỉ với một nút bấm, nắp đậy và một cái cối nhựa và một cái lưỡi dao 3 tầng, cực kỳ bén luôn nha. Tiện hơn nữa là cái máy cầm tay này nè, sạc một lần thì xay tỏi ớt cả chục lần chưa hết pin nữa. Thiết kế của máy này đơn giản nhưng mà rất là tiện lợi nha. Các bạn cần vệ sinh thì chỉ cần gỡ cái máy ra và chỉ cần vệ sinh cái phần nắp này và vệ sinh lưỡi dao cũng như là cái phần cối bên dưới là xong. Về độ bền thì rất là ngon nha. Đấy, lên trên là máy xay tỏi ớt nhá. Giá của nó sẽ là 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là cái bạt phủ xe nhé. Bạt phủ xe thì nay bên shop lại về cho các bác. Con này thì nó rất là tiện luôn, đặc biệt là các bác xe hay đi làm để ngoài trời hoặc là mình để trong nhà mà muốn giữ gìn cho nó luôn mới luôn đẹp thì các bác cũng dùng con này cho em. Đó. Lên cho là bạt phủ xe nhé. Chiều dài của nó sẽ là 2m nhé. Chiều dài của nó sẽ là 2m và chiều rộng 1m các bạn. Đấy. Nó sẽ là thuộc dạng bạt thế này, thuộc dạng bạt thế này các bạn này. Đấy. Thuộc dạng bạt thế này các bạn. Chống nước luôn các nhá, rất là tốt luôn. Đấy. Thì các bác chỉ cần là lồng một cái xe của mình là xong thôi, lồng một xe đây là các bác che là ok. Đó, nó rất là nhỏ gọn và tiện dụng luôn, các bác có thể gấp gọn là được. Lên mã giúp cho em là bạt phủ xe, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000. Đấy, bạt phủ xe nhá, bạt phủ xe giá của nó sẽ là 50k cho một chiếc như này nhá. 50k cho một chiếc như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái bạt phủ xe này luôn. Đấy, rất đơn giản, các bác chỉ cần chùm lên như này là xong. Đó, một con xe lết rất là to mà nó cũng chùm lên rất là nhẹ nhàng nhá. Đấy, thì các bác để ngoài ví dụ như là dời nắng dời mưa đều ok hết, cực kỳ là an toàn. Hoặc là các bác để trong nhà nhà mình cũng được. Đấy, ví dụ như nhà mình mà bị xe cộ ít đi ấy, mà muốn giữ gìn cho nó sạch đẹp thì các bác cũng phủ vào cho em nhá. Đấy, bạt phủ xe giá sẽ là 50.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn tắm Hàn Quốc nhá. Khăn tắm Hàn Quốc đây, bên shop lại về số lượng và giá rất là tốt cho bác luôn. Đấy, một con khăn tắm Hàn Quốc như này. Con này thì kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 1m40 nhá, 70 nhân 1m40. Đấy, 70 nhân với 1m40
Giá thì chỉ có 40k cho một con khăn tắm Hàn Quốc này thôi nhá. 40.000 cho một con khăn tắm Hàn Quốc như này. Đấy. Em đố các bác đi đâu mà mua được một con khăn tắm kích thước của nó là 40x70 mà giá chỉ có 40.000 thôi, chỉ bằng một bát phở như này thôi nhá. Đó. Giá này thì nói chung là bên em là gọi là bán giao lưu cho các bác thôi chứ còn không có lãi là gì cái con khăn này đâu. Đây, một con khăn cực kỳ là đẹp và chất lượng như này em nhá. Đấy. Một chiều của nó sẽ là 70 và một chiều là 1m4 nhá. Một chiều 70, một chiều 1m4. Chất liệu của nó thì đều là bằng sợi cốt tông nhá, sợi cốt tông tự nhiên, thấm hút nước rất là tốt và rất là mềm mại nhá, sợi bông tự nhiên, thấm hút nước tốt mềm mại, các bác dùng để sử dụng tắm ở nhà này hoặc là đi chơi đi du lịch mang đi đều ok hết nhá, sạch sẽ an toàn nhá, sử dụng một mình không dùng chung nhá, rất là to luôn. Kích thước của nó sẽ là 70x1m4 nhá, 70x1m4, chất liệu là sợi bông tự nhiên, siêu thấm hút, dùng thì cực kỳ là đã luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó, lên mã giúp cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá, khăn tắm Hàn Quốc. Giá thì chỉ có 70.000 thôi. À 40.000 cho một con khăn tắm Hàn Quốc này thôi. Giá gọi là quá hạt rẻ luôn cho anh em các bác sử dụng nhá. Đó. Rồi, ok. Cây này thì giá của nó sẽ là 1.350.000. Và con này thì yêu cầu các bác phải cọc thì bên em mới đi hàng qua nhá. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con sen cây nhá. Có lên cho em là sen cây. Con này thì bên shop đang bán là 1.350.000 và bao ship. Đấy, bác nào chuyển khoản hết thì bên em tính 1.3. Còn con này thì yêu cầu các bác phải cọc trước 200 nhá, cọc trước 200 để bên em đi đơn nhá. Đấy. Cọc trước 200k, còn nếu chuyển khoản hết thì chuyển cho em 1.300.000 là xong. 1.300.000. Nếu chuyển khoản hết thì bớt cho các bác được 50.000 các bác nhá. Đó. Lên mã giúp cho là sen cây các cái số hotline của bên em đây. Các bác có thể liên hệ nhá. À tôi mua cọc bán. À, một con sen cây cực kỳ chất lượng nhá bác nhá. Đó. Nguyên cái củ của nó đã là 2,5 cân này các bác nhá. Nguyên cái củ của nó là 2,5 cân các bác này. Đấy. Nguyên cái củ này của nó là nặng 2,5 cân các bác nhá. Hàng cực kỳ nặng và chắc chắn các bác nhá. Hàng cực kỳ nặng và chắc chắn luôn. Củ này của nó sẽ là 2,5 cân. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái bát cầm tay như này, một bát cầm tay như này các bác này. Đấy, rất đẹp luôn. Hàng rất đẹp, rất tuyệt vời luôn. Dây đây, dây của nó đây các bác này. Đấy. Một bát cầm tay nhá, tất cả đều bằng inox 304 nhá. Đấy, tiếp theo là đến một con bát to các bác này. Đây. Một con bát to đây, con bát to này thì có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 81 cái đầu ra nước này. 81 đầu ra nước các bác nhá. Đấy, 99 81 đầu ra nước này. Đó, có thể ngoắt nhéo điều chỉnh như này các bác nhá. Đấy. Ngoài ra thì cái cây này nó có thể rút tụt lên tụt xuống được nhá. Cái này cũng có thể đưa lên đưa xuống tùy theo. Đấy, và cây này, cái đầu cây này cũng có thể đưa lên đưa xuống tùy theo được nhá. Đấy. Một con sen cây cực kỳ chất lượng luôn. Đây các bác quan sát kỹ này. Đấy. Hàng của thương hiệu Osaka Japan nhá. Đây. Đây các bác này. Đấy, Osaka Japan nhá. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, đây các bác này. Đấy, nó sẽ có chia cho các bác làm 3 đường nước nhá. Một đường là sen tay này, một đường là sen bát to này và một đường là nước xả ra để sử dụng này. Đấy, đây các bác nhá, nó sẽ có 3 đường nước như vậy. Khi các bác sử dụng thì các bác vặn cái này cho em. Đó, vặn cái này để mình lấy nước nhá, lấy nước tùy theo cái mức điều chỉnh của mình. Đây. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 1.350.000 cho con sen cây như này nhá. Đấy, cọc trước 200. Còn bác nào chuyển khoản hết thì bên em tính cho bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, hàng cực kỳ đẹp, dày dẫn chắc chắn, dây giếc các thứ nhá. Phần kết nối nó cực kỳ là ngon luôn. Giá thì rất hợp lý rồi. Nếu như một con sen cây hàng như này, nếu các bác ra ngoài cửa hàng các bác mua nhá. Mà con này đúng con này cân cho em cái củ này là 2,5 cân nhá, nguyên cái củ này là 2,5 cân này. Đó, mà giá mà người ta không bán cho các bác 1.8 triệu đến 2 triệu thì các bác cũng không mua được hàng đâu. Đấy, thấp nhất là phải có 1.8 triệu đến 2 triệu cho một cái sen cây như này nhá. Mà bên em bán cho các bác chỉ có 1.350.000 thôi. Là đã khẳng định được cái độ rẻ rất là nhiều hơn so với mua cửa hàng của các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về cho các bác cái loại vòi. Thì bên em có hai loại. Đây. Vòi này thì nó sẽ chia ra làm hai đường nước. Một đường nước thì các bác để lắp vòi sen. Đấy, một đường nước để lắp sen tắm nhá. Đấy, cái này thì cái đầu vòi này để các bác lắp sen tắm này, còn đầu vòi này xả nước này. Đó. Và con này nó cũng có hai đường nóng lạnh, có hai đường nóng lạnh cho các bác nhá. Đây. Về nhà thì các bác kết nối vào. Đây bên trong của nó này bằng đồng hết này. Các bác này, đấy bằng đồng hết các bác nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, bằng đồng hết cho các bác luôn. Đấy, và đây thì nó sẽ có cái phần để các bác xoáy ra để kết nối với các nguồn nước nữa. Đấy, rất là ngon lành luôn. Đó. Thì lên mã giúp cho em là vòi nóng lạnh nhá. Con này thì các bác lên cho em là vòi nóng lạnh. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là vòi nóng lạnh. Giá của nó sẽ là
Một con vòi nóng lạnh như này giá của nó sẽ là 450k nhá, 450k và bao ship cho cái vòi nóng lạnh như này. Đó, các bác lên cho em con này là vòi nóng lạnh nhá, vòi nóng lạnh. Đấy, nó sẽ có hai đường nước ra, một đường là ra để các bác lắp cái vòi sen tay này hoặc là vòi xịt vệ sinh đều được. Hoặc các bác lắp vòi sen tay để dùng để tắm này. Và đây là đầu nước để xả ra để sử dụng này. Đó. Cái này thì ví dụ nhà tắm nhỏ gọn mà các bác không muốn lắp sen cây thì lắp cho em con này là ok, rất là ngon lành luôn. Các bác nhá, rất ngon lành luôn. Đấy. Con này thì các bác có thể lắp trực tiếp hoặc là lắp vào chậu rửa cũng vẫn được. Đấy, thì rất là ok. Đấy. Ngoài ra thì bên em có cái vòi chuyên để lắp cho chậu rửa đây. Đấy, cái này bên em gọi là vòi lavabo nhá. Đấy. Con này thì nó chuyên lắp cho chậu rửa mặt. Đấy các bác quan sát này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đấy. Con này thì nó không có phụ kiện đâu nhá. Đấy, dòng này nó không có phụ kiện đâu, nó chỉ có như này thôi các nhá. Về nhà thì các bác kết nối với cái nguồn nước nhà mình thôi. Còn nó không có phụ kiện đâu, nó chỉ có như này thôi. Để các bác nắm được nhá, không đến lúc các bác lại đòi phụ kiện các thứ thì nó mất công. Đấy, con này nó chỉ có như này thôi. Đấy, vòi lavabo nó không có phụ kiện đâu. Về nhà thì các bác kết nối thì thợ điện nước nó sẽ có phụ kiện cho các bác nhá. Đó, còn cái này thì bên em nó chỉ có vòi như này thôi. Đấy, có nào em quay như thế thôi nhá. Thì cái này có lên cho em là vòi lavabo nhá. Vòi lavabo. Lavabo. Bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 420k cho con vòi lavabo này. Đấy. Tất cả những cái loại vòi này mà các bác đi ra cửa hàng mua là không dưới 700-800 đâu. Nhưng mà riêng bên shop thì bán cho các bác giá cực tốt luôn. Chỉ có 400, hơn 400 một chút và đã bao gồm phí ship cho bác nhá. Đã bao gồm phí ship cho các bác luôn. Nói chung là giá này là giá quá là tốt rồi các bạn. Giá này là giá quá tốt, quá ưu đãi cho các bác luôn. Đó. Thì con này các bác lên cho em là loài vòi lavabo nhá. Nó chỉ có nóng lạnh thì có nóng lạnh, nhưng nó chỉ ra cho các bác là một đường nước thôi. Đấy, con này là ra chuyên chậu rửa mặt này. Chuyên chậu rửa mặt đấy. Con này thì có thể là cả lắp cả chậu rửa mặt và lắp cho sen tắm đều được các bác nhá. Đấy, con này thì nó sẽ đa di năng hơn một chút. Đó. Còn con này thì các bác chuyên lắp vào chậu rửa mặt các bác nhá, lắp vào chậu rửa mặt. Đấy. Thì tùy theo. Đấy, nó sẽ có tên như vậy. Đây, cái này là vòi lavabo này. Đây, con vòi lavabo là con này, có một đường nước ra thôi. Đấy, lavabo nhá, 420. Còn con vòi nóng lạnh này. Đấy, con này gọi là vòi nóng lạnh thì nó sẽ có hai đường nước đây, hai đường nước, một đường lắp sen và một đường này các bác dùng xả trực tiếp. Đây, vòi nóng lạnh 450, nó sẽ đắt hơn một chút. Tất cả đều không có phụ kiện các bác nhá, không có phụ kiện đi kèm đâu. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là con chắn bếp ga này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k. Lên cho em là chắn bếp ga nhá. Cái này để các bác khi mà đun ấy, nấu thì các bác chắn vào, nó sẽ không bị mất nhiệt, mất gió nhá. Lưu ý các bác là khi các bác nhận hàng thì vào thử cái bếp ga nhà mình luôn. Nếu vừa thì các bác lấy, còn không vừa thì các bác trả lại ship để trả lại cho shop luôn, để tránh cái việc là khi các bác nhận hàng rồi các bác kêu là không vừa thì bên em sẽ không giải quyết đâu các bác nhá. Đấy, không giải quyết đâu. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái hai cái loại vòi, đó là vòi chậu rửa mặt các bác nhá. Đấy. À, vòi chậu rửa bát. Đấy, đây. Cái này thì các bác lên cho em là vòi chậu rửa bát này. Đấy, vòi rửa bát. Cái này các bác để lắp vào cái vòi rửa bát để rửa mà. Đấy. Tất cả đều bằng inox 304, hàng cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Đây, hàng của thương hiệu Osaka Japan các bác nhá. Osaka Japan. Đấy, đây. Con này thì nó có thể xoay vòng được các bác này. Đấy, xoay vòng được các bác nhá. Rất là ngon lành luôn, xoay vòng tròn như này. Đấy. Xoay vòng tròn này rất là ngon luôn. Đó. Tất cả đều bằng inox 304M này, không bắt nam châm các bác nhá. Đấy. Osaka Japan. Đấy, có tặng kèm các bác một cặp dây, một dây nóng và một dây lạnh, dây cấp nguồn nóng lạnh như này nhá. Đấy, con này nó có hai đường nước nóng lạnh, có dây cấp nguồn cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác một cái vòi chậu rửa như này, giá của nó sẽ là 250.000 và bao ship. Lên thì em là vòi chậu rửa. Đấy, con này thì nặng khoảng 1 cân. Vòi chậu rửa giá của nó sẽ là 250k và bao ship nhá. Con này các bác ra cửa hàng mua thì không dưới 4-500 đâu, 4-500 cho một con này đâu. Nhưng bên em bán thì giá chỉ có 250.000 và bao ship thôi. Giá siêu rẻ luôn các nhá, giá siêu rẻ luôn các bạn. Đó, hàng cực kỳ chất lượng inox 304M. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào chậu là xong. Nó rất là đẹp và chất lượng nhá. Con này các bác ra cửa hàng không hỏi không dưới 4-500 đâu nhá. Nên cho là vòi chậu rửa giá của nó sẽ là 250.000 và bao ship nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là vòi tay đen nhá, có lên đây. Đấy, tay nó màu đen như này. Hàng của thương hiệu Osaka Japan hết này. Con này thì các cái phần kết nối của nó cao cấp hơn là bằng đồng nhá, bằng đồng này. Kết nối rất là cao cấp và con này nó có thể ngoắt nghéo được nhá. Đấy, có thể ngoắt nghéo được. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là vòi ngoắt nghéo đi cho nó dễ. Đấy, nó khác với con kia nó sẽ là vòi cứng. Đấy. Con kia là vòi cứng nhá. Đấy, con này thì các bác lên cho em là vòi chậu rửa cứng này. Nó vòi chậu rửa cứng, giá sẽ là 250.000. Con này nó cứng đét nhá, nó sẽ cứng đét thế này. Đấy, còn con này thì nó sẽ ngoắt nghéo được. Đấy,
cho nên là các bác lên trên là vòi ngoắt nghéo nhé. Đấy, đây, đấy, vòi tay đen ngoắt nghéo. Đấy, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 330.000. Đấy, vòi tay đen này, tay nó màu đen nhá, vòi tay đen ngoắt nghéo này, đó, nó ngoắt nghéo được các bác nhá, đó, ngoắt nghéo này, đó, giá của nó sẽ là 330.000 và bao ship. Đấy, lên mã đúng cho em nhá. Đấy, con này thì tay gạt nó màu đen này, tay gạt nó màu đen đấy, có cái đặc điểm khác. Thứ hai là nó có thể ngoắt nghéo được, và thứ ba là đường nước của nó thì nó sẽ là chia ra làm hai đường nước, một đường thẳng và một đường xịt hoa sen. Thì các bác chỉ cần chỉnh này thôi là nó sẽ điều chỉnh đường nước cho các bác nhá, chỉ cần xoáy này nó sẽ điều chỉnh này. Đấy, rất là tiện luôn. Thì các bác muốn sử dụng kiểu nào cũng được, tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Đấy, vòi gạt tay đen, giá thì tay đen ngoắt nghéo nhá, lên cho em là vòi gạt tay đen ngoắt nghéo. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 330.000 cho con này. Đấy, con này nặng khoảng hơn 1 cân. Con này nếu các bác ra cửa hàng mua thì nó khoảng 500-600 gì đấy nhá, 500-600 cho một con vòi như này, không dưới 600 thôi nhá, không dưới 600 đâu. Đấy, mua rẻ nhất thì phải 550 thôi nhá, 550 đến 600 đó. Mà giá bên shop đang gửi tới cho quý các bác anh chị và các bạn là bao nhiêu đây, giá chỉ có 330.000 thôi, giá siêu tốt cho các bác luôn nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là cái sen inox các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là sen inox này. Đấy, sen inox, cái này hàng nó vận chuyển từ nước ngoài về cho nên là thi thoảng nó có những cái nó bị hơi bị móp như này thì nó cũng là bình thường đấy các bác nhá, các bác thông cảm thôi. Đó, cái này thì nó hơi bị móp nhẹ thì nó cũng không ảnh hưởng gì các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá nó rất là tốt rồi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen inox các bác nhá. Đấy, sen inox thì đây sẽ bao gồm cho các bác là một sen này, một sen và một dây. Đấy, hàng cũng thương hiệu Osaka hết nhá, đó, Osaka Japan đây. Đấy, đây sẽ có kèm cho các bác cả dây luôn, cả dây, cả có kèm cho các bác là cả dây cả giá đỡ luôn nhá, cả dây cả giá đỡ luôn. Riêng dòng này thì nó sẽ có giá đỡ. Đấy, còn cái sen dây dài là dây này thì dài là 1 mét, dây dài là 1,5 mét các nhá, dây rất dài luôn. Đấy, dòng này là dây dài 1,5 mét và có giá đỡ. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là kết nối vào cho em là xong thôi. Con này dùng nóng lạnh thoải mái quá nhá, các bác yên tâm sử dụng nóng lạnh. Nhiều bác về lại sợ không dùng được nước nóng. Đấy, con này đã, hàng này là sử dụng nước nóng thoải mái luôn. Đây, đấy, xoáy vào cho em xong này. Đó, xoáy vào đây. Ok chưa? Đấy, con xoáy vào đây cho em nhá, rất là ngon luôn. Đó, xoáy vào đây cho em, rất ok, ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đó, đây, Osaka Japan con này. Đó, rất là đẹp luôn nhá. Đấy, Su 304 các bác nhá, rất đẹp luôn. Đây, có thấy không? Dây dài 1,5 mét nhá, có giá đỡ luôn. Có giá đỡ, có cả ốc vít cho các bác luôn. Đây, có giá đỡ, có ốc vít như này. Chọn bộ cho các bác, giá chỉ có 110.000 thôi. 110.000 các bác nhá. Đây, giá đỡ của nó đây các bác này. Giá đỡ rất là ngon luôn. Đấy các bác nhá. Đây, có giá đỡ đây các bác này. Đấy, về nhà các bác bắt vào tường là xong. Bắt vào tường cho em là xong nhá. Có giá đỡ cho các bác luôn, rất hoành tráng nhá. Đấy, rất hoành tráng luôn. Qua theo. Đây. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái sen một cái bộ sen inox này. Qua lên cho em là sen inox nhá, sen inox. Giá bên shop đang gửi tới các bác rất hạt rẻ. Chỉ có là đi 110.000 thôi. Đấy, lên cho em là sen inox nhá. Đó, sen inox đây, lên cho em là sen inox này, sen inox, giá của nó sẽ là 110.000 cho cái bộ sen inox này nhá, sen inox nhá. Đó, có kèm giá đỡ và ốc vít, ốc viết cho các bác đàng hoàng luôn. Đó, bộ này thì nó sẽ có nhá, còn cái bộ sen cánh quạt thì không có, còn riêng cái bộ này thì sẽ có các bạn. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Cái này thì nó sẽ không bao gồm giá đỡ nhá. Đấy, cái này thì các bác lên mã giúp cho em là sen quạt tăng áp này, sen quạt này, đó, sen quạt tăng áp. Đấy, không có giá đỡ nhá. Đấy, không có giá đỡ, em ghi bằng tiếng Việt các bác nhá. Đấy, em ghi bằng tiếng Việt rất rõ luôn. Giá thì chỉ có 100k thôi, 100k cho cái bộ này. Sen quạt tăng áp không có giá đỡ, không có giá đỡ, chữ số 0 rất to nhá. Đây, nó chỉ có sen và dây thôi, không có giá đỡ đâu anh em nhá, các bố nhá. Đấy, không đến lúc các bố đến, các bố lại cào nhau, các bố bảo mẹ à mày bán cho tao không có giá đỡ thì tao đỡ vào đâu. Đấy, treo vào đâu, nó mất công lắm. Đấy, anh em các bác thông cảm cho em, dùng những cái từ nó mạnh một tí để cho anh em ấn tượng, mà anh em đã ấn vào là phải ra tượng luôn anh em nhá. Đó, người ta gọi là ấn tượng mà. Đây anh em này, đó. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một sen có cánh quạt này giúp tăng áp lực nước. Thứ hai là giúp đóng ngắt trên tay. Ở đây thì nó sẽ có cái đầu như này, cái đầu đóng ngắt trên tay như này. Thứ ba là có tăng giảm áp lực nước ở đây, tăng giảm áp lực nước ở đây nhá. Đấy. Một cái bộ như này
dây dài cho các bác là khoảng 1m2 đến 1m5. Đấy, dây dài khoảng 1m2 đến 1m5. Đây, chọn bộ như này nhá, chỉ có như này và như này thôi, không có thêm một gì nữa, không có thêm một cái gì nữa đâu các bác nhá. Đó, thế không có đến lúc các bác lại đòi giá đỡ thì em lấy đâu ra, đó đúng không? Đây, sen quạt tăng áp, không có giá đỡ, giá 100.000 các bác nhá, chỉ có 100.000 trong bộ này thôi. Đây, thì em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đấy, bộ sản phẩm của nó chỉ có dây và sen như này thôi nhá. Ở trong này thì nó sẽ có cho các bác là một cái lõi lọc than hoạt tính này. Đấy, rồi có cánh quạt này, có ngoắt ngéo này, có ngoắt ngéo này, có đóng ngắt trên tay này, có điều chỉnh tăng giảm áp lực nước này, rất là ok, ngon lành cành đào luôn. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá. Đấy, thì khi mà các bác sử dụng thì cánh quạt nó quay giúp tăng áp lực nước. Đây em sẽ test cho các bác là cùng một nguồn nước luôn. Đấy, cùng một nguồn nước luôn, nhưng mà lắp con quạt này vào thì tăng áp rất là tốt các bác nhá. Đó, đây các bác theo, tăng áp rất tốt luôn, có lõi lọc này, có lõi lọc, có thể đóng ngắt trên tay được luôn các bác nhá, rất là tiện luôn. Đấy, đóng ngắt trên tay nhá, rất tiện nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, sen quạt tăng áp đấy, hai con nhá, tăng áp lực nước rất là tốt nhá, xịt rửa cực sạch luôn. Đấy, giá thì chỉ có 100.000 thôi, lên trên là sen quạt tăng áp nhá, không có giá đỡ, giá 100k nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ dây vòi xịt vệ sinh nhá. Đây, dây vòi xịt vệ sinh cao cấp này, đó, hàng thương hiệu Osaka. Con này thì nó cũng là cái hệ mà đóng ngắt trên tay được luôn. Con này thì nó sẽ có giá đỡ nhá. Đấy, có kèm giá đỡ các bác nhá. Đấy, có kèm giá đỡ luôn. Đây, đầu vòi xịt này. Về các bác xoáy vào đây cho em này. Đấy, xoáy vào đây cho em. Đây. Xoáy vào đây nhá. Đó, xoáy vào đây này. Đó, các bác xoáy vào đây nhá. Đây. Đấy, hàng cực kỳ là chất lượng cho bác luôn. Đây. Đấy, Osaka Japan con này. Đây. Osaka Japan con này. Đó, Osaka Japan. Đấy. Có đóng ngắt trên tay nhá. Có đóng ngắt trên tay này. Đấy các bác nhá. Dây dài thì 1m2 nhá. Dây dài 1m2. Đó, dây dài 1m2 các bác nhá. Đó, dây dài 1m2. Hàng cực kỳ chất lượng và giá rất tốt cho bác luôn. Đây, một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này, bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 100k thôi. Đấy, dòng này thì nó sẽ có giá đỡ nhá. Đây, có giá đỡ đây các bác này. Đấy, có giá đỡ và có cả cho các bác ấy luôn, có cả ốc vít luôn. Đấy, chọn bộ luôn nhá. Đấy, nó tùy theo từng sản phẩm nhá. Cái thì có giá đỡ, cái thì không nhá. Đấy, cái có, cái không. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh cao cấp như này nhá, giá chỉ có 100k thôi nhá. Đấy, các bác lên cho em là dây vòi xịt vệ sinh. Đấy, dây vòi vệ sinh. Đấy, dây vòi vệ sinh nhá, dây vòi vệ sinh, giá của nó sẽ là 100k. 100k nhá, 100k cho một bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Đó, 100k thôi nhá. Đó, giá cực tốt cho các bác luôn. Dây bây giờ chỉ có 1m2 thôi nhá, dây vệ sinh. Ok các bác. Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về rất nhiều mã hàng mới để trân trọng gửi tới quý các bác anh chị và các bạn khắp mọi miền Tổ quốc. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác kiểm tra cùng với ship cho em và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng thì vẫn là từ 200.000 trở lên thì bên em sẽ bao ship các bác nhé. Đấy, qua lưu ý cho em, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em bao ship các bác nhé. Và cái sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cái lô nạo Winling của Đức nhé. Đấy, hàng này thì cực kỳ chất lượng luôn. Đây, đấy, nguyên cái tay cầm của nó đã rất là to rồi, tay cầm của nó to bằng ngón tay cái của em này. Đấy, hàng thương hiệu Winling của Đức có này. Đây, hai hình người đây, hàng thương hiệu Winling này. Đấy, con này thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý bác anh chị giá cực kỳ là tốt luôn. Một con nạo cực kỳ chất lượng như này. Ở đây nó sẽ có cái phần này để các bác nạo các cái phần bị sâu bị tật nhá. Sâu bị tật thì các bác chỉ cần khoáy này là xong. Các bác khoáy này là xong là nó sẽ, cái phần sâu phần tật là nó sẽ bật ra này. Đấy, và đây là một cái phần nạo rất là sắc luôn, tất cả bằng inox nhá, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đây, các bác dùng để nạo như này nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 45k nhá. Lên cho em là nạo Winling nhá, nạo Winling của Đức, giá của nó sẽ là 45k. Đó, 45k cho con nạo Winling của Đức như này. Đấy, coi lên cho em là nạo Winling của Đức, giá của nó sẽ là 45k trong chiếc nhá. 45k trong chiếc nạo Winling của Đức như này, hàng cực kỳ chất lượng và xịn sò các bác luôn. Đó, đi sau
Đấy, giá của nó sẽ là 45k nhé, 45k cho con nạo Huyền Linh của Đức như này. Đấy, bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn đó các bác nhé. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo dán dày nhé, keo dán dày. Con này thì bên shop cũng về số lượng và giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Đây, một cái hộp keo dán dày như này. Đấy, các lên cho em là keo dán dày giá là 30k nhé, keo dán dày. Đấy, keo dán dày giá của nó sẽ là 30k một hộp này nhá, 30k cho một lọ keo dán dày như này. Lọ này thì rất là tiện để cho các bác sử dụng luôn. Đây, các bác chỉ cần mở nắp ra này. Đấy, mở nắp ra, đó là cái chất keo của nó là thuộc cái dạng là keo trong như này. Đây, dạng keo trong như này các bác này. Đấy, keo trong như này nhá. Đó, đây nó sẽ là cái dạng keo trong như này. Và cái này thì cái độ khô của nó sẽ từ từ thì nó sẽ rất là dai, chứ nó không như là các bác dùng cái keo 502 của mình. Keo 502 của mình thì nó giòn, thì khi mà các bác dán thì nó sẽ nhanh bật, nhưng mà con này dán là nó sẽ chết luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác giá cực tốt luôn. Một lọ này của nó 60ml nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 thôi. Lên mã giúp cho là keo dán dày giá nó sẽ là 30.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái đèn cầm tay. Các lên cho là đèn cầm tay, đèn cầm tay. Con này thì giá chỉ có 100k thôi, giá cực tốt luôn. Con này trước đang bán 160k đấy, đợt này về cho bác giá chỉ còn 100k cho con đèn cầm tay này thôi. Giá siêu tốt cho bác luôn, 100.000 cho con đèn cầm tay như này nhá. Con này thì nó sẽ có cho các bác là một đèn và một dây sạc thôi, một đèn một dây sạc nhá. Nhưng con này thì dùng rất là ngon luôn. Đây, một đèn một dây sạc như này. Nói chung là con này thì siêu tiện luôn các bạn, siêu tiện và rất là nhỏ gọn. Đây, ở đây nó sẽ có cho các bác là một cổng sạc ra này và một cổng sạc vào này. Đấy, khi bật đèn thì nó sẽ báo pin này. Đấy, bật đèn báo pin nhá. Cái chân to USB này là sạc ra cho điện thoại, còn chân bé này thì sạc vào bằng cái dây sạc có tặng kèm đây. Đây nhá, đó. Nó sẽ có chế độ là sáng mạnh, sáng vừa này, nhấp nháy này và hai cái đèn bên hông này các bác nhá. Đó, đây. Em sẽ bật lần lượt cho bác xem nhá. Sáng mạnh này. Đấy, con này thì sáng phổ sáng của nó khá là rộng luôn các bác nhá. Phổ sáng khá là rộng luôn. Các bác có thể để trên bàn như này để nó dọi xuống nhá, để các bác ăn cơm ăn nước hoặc là làm các công việc đều ok hết nhá. Sau đó thì nó sẽ là sáng vừa này. Đó. Tiếp theo đó thì nó sẽ là nhấp nháy này. Tiếp theo là đến cái hai cái đèn LED hai bên hông này. Đó, hai đèn LED hai bên hông cũng rất sáng luôn. Các bác cũng có thể dùng để ăn cơm ăn nước, nói chung là đa dị năng. Đấy. Tiếp theo là đến một con đèn pha dọi này. Con này pha của nó rất là dọi luôn, điểm sáng của nó rất lớn các bác này. Đấy, rất sáng nhá các bác, nhìn không nhìn thấy chữ của em đâu nữa, tức là nó cũng rất là sáng nhá. Đây. Đấy. Pha này của nó thì cũng dọi xa được vài trăm mét đấy, đây các bác này. Đấy, có thấy không? Đây. Dọi xa vài trăm mét là bình thường các bác nhá. Đó. Rất là ngon luôn. Thì giá chỉ có 100k thôi, con này thì giá quá rẻ cho bác luôn. Giá quá rẻ luôn. Đó. Lên mã giúp cho là đèn cầm tay nhá, giá của nó chỉ có 100k thôi. Đèn cầm tay, giá của nó sẽ là 100k nhá, giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Đó. 100.000 cho con đèn cầm tay này. Giá quá rẻ luôn nhá, giá quá rẻ luôn. Đấy. Giá quá rẻ cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về cho bác cái lô cái kẹp bạt nhá. Các bác lên cho là kẹp bạt này. Con này thì nó rất là nhỏ gọn như này. Đấy, đây. Ví dụ bây giờ em lấy cái tờ giấy em mua cho các bác xem nhá. Đấy, đây ví dụ đây là cái bạt này. Đấy, ví dụ các bác muốn kẹp vào để các bác ví dụ các bác như này, các bác gấp vào, các bác muốn kẹp vào để xỏ dây vào đây. Đấy, thì các bác các bác không cần cái này, nó đã có lỗ để xỏ dây rồi, các bác chỉ cần là cái đầu bạt như này, các bác chỉ cần bóp vào này cho em xong này. Đó, đây. Đấy, đây là cái đầu bạt này. Đây nhá, cái đầu bạt này nhá. Đấy, các bác bóp nó vào cho em. Đây, ví dụ cái đầu bạt đây, các bác kéo nó về trước như này. Kéo nó về trước này một tí này, sau đó các bác bóp nó vào. Đấy. Đấy, ok. Đấy. Như này là xong nhá. Đó đây. Đấy, em mới làm chưa quen thì nó cũng hơi khó một tí, nhưng mà các bác làm quen rồi thì nó rất đơn giản thôi và nó rất là chắc nhá. Các bác kẹp vào đây chưa? Kẹp vào đây sau đó thì mình xỏ dây vào là xong, xỏ dây vào xong. Đấy. Đây, các bác chỉ cần là xoay đi như này. Đấy. Xoay đi như này. Sau đó các bác đẩy cái lưỡi này lên. Đấy. Các bác kéo về trước một tí nhá, kéo về trước một tí. Các bác phải kéo nó dốc về trước như này. Kéo dốc về trước này, sau đó các bác bóp đều nó vào. Bóp đều vào. Đó, đây là nó vào. Đây. Đấy, nó sẽ kẹp vào như này. Nó sẽ có cái lưỡi khóa ở đây. Đấy, sẽ lấy khóa ở đây rất chắc luôn các bác nhá. Đây. Đây nhá. Ví dụ đây là cái này em không cho ấy vào nhá. Em không cho cái kia vào nhá. Đây nhá các bác nhá.
Đó, đây con sai đem làm này. Đây nó như này, nó như này. Ở đây là của nó là cả một cái hệ đinh và hai cái khóa, các bác chỉ cần đẩy nó bên trước như này, bóp nó vào. Đó, như này là nó đã sập sập chốt rồi đấy nhá, nó đã sập chốt rồi các bạn này. Đấy, nó đã sập chốt rồi đấy, rất chắc chắn luôn nhá. Các bác xỏ dây vào đây để đu đi. Đó, rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em là kẹp bạt nhá, giá thì bên shop bán các bác là 5k một chiếc nhá. Đấy, 5k một chiếc, cái kẹp bạt này giá nó sẽ là 5k nhá. Đấy, kẹp bạt 5k một cái nhá, 5k. Lên cho em là kẹp bạt nhá. Đấy, kẹp bạt giá của nó sẽ là 5k cho một cái kẹp bạt thế này. Đấy, giá của nó sẽ là 5k một chiếc nhá, 5.000 một chiếc như này. Các bác lấy bao nhiêu chiếc thì lấy, 10, 20 chiếc, 30 chiếc, 5-10 chiếc. Đấy, bên em bán thì từ 5 cái trở lên, từ 5 cái trở lên các bác nhá. Đấy, từ 5 cái trở lên. Và giá sẽ là 5k nhá. Đấy, 5k cho một chiếc là quá rẻ các bạn. Đây. Đây các bác nhá, đây là cái video sử dụng thực tế nhá. Đấy. Các bác theo, đó, nó rất là tiện luôn. Rất chắc các bạn. Đấy, các bác chỉ cần sập vào là xong. Đấy. Rất tiện dụng luôn các bạn. Đấy. Đấy nha, lưới đen rồi, nói chung là tất cả các loại dây dợ các bác cọc được hết. Rồi vải, bạt, nói chung là đa di năng luôn. Nó rất là căng các bạn. Rất tiện dụng luôn các bác nhá. Đó. Đấy các bác thấy không, rất tiện dụng luôn, chỉ cần kẹp vào là xong nhá. Đó, nó rất tiện dụng nhá. Đấy. Rất chắc chắn luôn. Thì các bác sử dụng làm kẹp vào vải hoặc kẹp vào bạt hoặc là kẹp vào tất cả mọi chất liệu đều được hết nhá. Giá thì chỉ có 5k một chiếc này thôi. Lên mã giúp cho em là kẹp bạt nhá. Kẹp bạt giá của nó sẽ là 5k một chiếc này. Đấy. Kẹp vào phát là đét vào luôn coi nhá. Đấy, cái khuy nó sẽ giữ vào đây luôn. Giữ vào đây cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc trị đây các bác nhá. Đấy. Thuốc trị hắc lào long biên nhá. Đấy, hắc lào long biên. Đấy các bác lên trên là hắc lào long biên và nấm móng tay chân đều khỏi hết nhá. Đấy. Nói chung là các bệnh ngoài da các nhá. Đấy, các bệnh ngoài da. Có lên trên là hắc lào long biên nhá. Đấy, hắc lào này. Đó, hắc lào long biên nấm móng tay chân. Đấy. Long biên và nấm móng tay chân đều trị được hết nhá. Giá thì chỉ có 30k cho một típ này thôi. 30k cho một típ này. Đấy, cái này thì em bán khá là nhiều, dùng rất là tốt luôn. Đấy. Con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật các bác này, nội địa của Nhật đây, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết đây. Thuốc trị hắc lào nấm móng tay chân đây. Đấy. Đấy, 30k một típ này. Các bác chuyên trị hắc lào nấm móng tay chân rồi long ben nhá. Hắc lào long ben nấm móng tay chân đều khỏi hết. Giá thì chỉ có 30k cho một típ này thôi. Dùng nó rất là tiện luôn. Đấy các bác, nó là thuộc dạng kem bôi, trị khỏi dứt điểm cho bác luôn. Hắc lào long ben nấm móng tay chân, giá sẽ là 30k nhá. 30k cho một típ như này. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một số cái mã hàng mới, trong đó có cho các bác cái mã đó là chốt cửa các bác nhá. Đây, đấy. Con này nó sẽ là con chốt cửa tự động. Chốt cửa tự động, giá thì nó sẽ là 40k cho một bộ như này. Đây. Em báo qua cho các bác xem. Chốt cửa tự động. Giá của nó sẽ là 40k cho một bộ như này nhá. 40k cho một bộ như này. Đấy. Bình thường thì các bác để như này nhá, để như này. Sau đó thì cần đẩy cửa vào là nó sẽ sập vào. Đó. Còn khi tháo ra thì mình sẽ đẩy cái này ra là nó sẽ ra này. Đấy. Kéo này ra là nó sẽ ra. Kéo cái lẫy này ra là nó sẽ ra này. Còn khi sập vào thì các bác chỉ cần là đẩy vào cái là nó sập vào luôn. Đấy. Đấy, rất tiện dụng nhá. Giá thì sẽ là 40k. Lên cho em là chốt cửa tự động nhá. Chốt cửa tự động giá 40k. Đó. Chốt cửa này. Đó. Lên cho em là chốt cửa. Giá của nó sẽ là 40k cho con chốt cửa như này nhá. Chốt cửa tự động. Đấy, chốt cửa tự động giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho cái em chốt cửa tự động này. Rất là tiện luôn. Về các bác chỉ cần là bắt vít vào cái cửa nhà mình là xong. Đó. À, bên shop đã có kèm thêm cả ốc cho các bác rồi. Đây. Đấy, trong này có chốt có ốc rồi.
Con này thì nó sẽ là bằng dạng như là bằng nhôm nhá. Dạng như là bằng nhôm này các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn. Màu trắng rất đẹp luôn. Đấy, khi dùng thì các bác chỉ cần kéo này nó sẽ ra này, còn khi vào thì cứ sập này là nó sẽ vào thôi. Đó, rất tiện. Thì giá sẽ là 40k cho con chốt cửa tự động này, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá. Đó, bộ sản phẩm của nó đây. Đấy, về các bác chỉ cần bắt vít vào là xong. Đó. Đấy, các bác chỉ có cửa cổng đều được hết nhá. Đấy. Chỉ cần sập cái này nó đẩy vào này. Đấy. Còn bình thường thì khi ấy ra thì mình gãy nó ra là nó sẽ ra thôi. Bắt vít rất đơn giản, nhẹ nhàng. Sử dụng cũng rất dễ nhá. Đó, có theo. Chốt cửa, chốt cổng đều ok hết. Đấy. Chỉ cần sập vào là xong, rất tiện luôn nhá. Đó. Giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đây các bác này. Đó. Chỉ cần sập vào là xong. Còn khi kéo ra thì mình đẩy ra thôi. Đó. Kéo ra thì mình lấy tay mình đẩy nó ra. Đấy. Cứ đẩy vào là nó sẽ sập vào. Nó có cái hệ thống lò xo và cái lẫy ngược như kia. Đó, rất tiện luôn nhá. Lên cho em là chốt cửa tự động nhá. Nó giá là 40.000. Lên cho em là chốt cửa tự động, giá của nó sẽ là 40k một chiếc các nhá. Đấy. Cả bộ như này. Bộ như này của nó sẽ là 40.000 một chiếc, 40.000 một bộ này. Đấy, chốt cửa tự động 40k một bộ nhá. 40k cho một bộ chốt cửa tự động như này. Rất tiện dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái mã sản phẩm nữa. Đó là cái vòi tưới cây nhá. Đấy. Cái này thì các bác lên cho em là cái này thì bên em bán nó sẽ là 10.000 một chiếc. Lên mã giúp cho em là phễu tưới cây. Đấy, phễu tưới cây. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu kim này. Đây. Một cái phễu. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái phễu và một cái phễu và một cái đầu kim. Đây, đấy. Và một cái đầu cấp nước các bác. Đây. Em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Đấy, đây là cái sản phẩm của nó này. Cái này thì về các bác xoáy vào cái nắp chai nhé. Sau đó thì các bác lật ngược lên cho em. Đó. Xoáy vào cái nắp chai. Sau đó thì các bác lật ngược lên cho em. Và các bác cho cái đầu ti này vào là xong này. Đấy. Đây. Đây nha. Các bác xoáy vào cái nắp chai này. Cái này các bác cắm vào đây cho em. Cắm vào đây để nó cấp nước nhé. Còn điều chỉnh to nhỏ thì các bác chỉnh ở đây nhá. Đây, các bác chỉnh to nhỏ ở đây cho em. Đó. Chỉ cần xoáy với cái nắp chai. Chai nào nó cũng vừa hết. Cái này là cái nắp rất là phổ thông nhá. Chai Coca, chai Pepsi rồi các cái loại chai to nhỏ đều được vừa hết. Lên cho em là phễu tưới cây, giá sẽ là 10k nhá. Đấy. Cái này thì các bác lên cho em là phễu tưới cây. Phễu tưới cây. Phễu nhá, nó là hình phễu mà. Phễu tưới cây nhá. Đó. Phễu tưới cây, giá của nó sẽ là 10k một chiếc nhá. 10k một chiếc đó. 10k một chiếc nhá. Giá của nó sẽ là 10k một chiếc các bạn. Đấy, phễu tưới cây. Giá chỉ có 10k một chiếc này thôi. Đó. Giá rất tốt cho bác luôn. Về các bác cắm vào. Cắm vào sau đó thì các bác sử dụng nha. Có thể là cắm bên này cũng được. Đấy, hoặc là cắm bên này, tùy theo các bác muốn cắm bên nào thì cắm. Các bác tùy theo cái hướng nước các bác muốn rõ thôi. Đấy, cắm xuống đất như này. Xoáy cái nắp chai vào đây. Đấy. Đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Đó, bên em bán là 10k một chiếc. Đấy. 10k một chiếc cho cái phễu tưới cây này nhá. Đó. Bác lấy bao nhiêu cái thì lấy. Bên máy em là phễu tưới cây. Đây các bác nhớ rất là tiện nha. Các bác cho nước vào chai này, xoáy cái này vào này. Đó. Sau đó thì các bác cắm vào. Đó, tùy theo các bác muốn xả nhiều ít nhá, một giọt 10 phút một giọt hay như nào đấy tùy theo. Đó. Rất tiện luôn các bác. Đây. Xoáy vào cái chai là xong. Cắm nó xuống là nó sẽ chảy nước thôi. Đấy, các bác cho nước vào cho em này. Xoáy nắp vào. Chai Coca, chai nước ngọt vừa hết. Sau đó tùy các bác xả theo nấc nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 10k cho một chiếc nhá. 10k cho một chiếc vòi, cái chiếc phễu tưới cây này. Lên mã cho là phễu tưới cây, giá sẽ là 10k nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái pin sạc nhá. Đấy, pin sạc 18650. Con này thì bên shop đợt này về cho bác giá cực tốt luôn. Đấy. Một cái bộ pin sạc 18650 như này. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30k cho một viên nhá. Pin sạc 16850 này. Đấy. 18650
6800mAh 3,7V. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 30k thôi nhá. 30k cho một quả pin như này, 30k cho một quả pin như này nhá. Đó, giá cực tốt cho bác luôn. Rồi, ok. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho anh em các bác sử dụng luôn. Không lo bị giật này. Đấy, chịu được điện áp của nó là lên tới 3500W nhá. Đây, công suất của nó lên tới 3500W này, có đèn báo cho anh em luôn để anh em chiến công trình cực kỳ ok luôn. Dây thì của nó sẽ là dây hai lõi và có vỏ bọc bên ngoài nhá. Hàng của nó sẽ là hàng Nhật cho anh em này. Đây. Đấy, dây Nhật cho anh em, dây 2.5 này. Đây, FA 2.5 anh em nhé. FA 2.5 này, đó. Và của nó thì nó sẽ là dây của Nhật này, Japan đây anh em này. Đó, đây. Dây của Nhật nhá, Japan cho anh em nhá, hàng cực kỳ chất lượng cho anh em luôn. Để cho anh em trải nghiệm thì em sẽ test sản phẩm cho anh em xem luôn nhá. Test bằng cách nào? Test thì đây em sẽ đập cho anh em xem này, đây. Đập này. Đập này anh em này, đấy. Đập trực tiếp nó xuống đất luôn nhá. Đấy. Đập thoải mái luôn anh em, đập thoải mái luôn, đập thoải mái luôn đấy, không hề hấn gì anh em nhá. Đó anh em thấy không? Đây. Đấy, không có hề hấn gì, dây vẫn bình thường. Đèn báo biết bình thường, có quai treo cho anh em để anh em chiến công trình nhá. Hàng cực kỳ ngon và chất luôn, đèn báo đèn biết cho anh em nhá. Đó. Thì bên em sẽ bán theo mét nhá. Đấy. Thì quận 5 mét của nó sẽ là 220.000, 10 mét là 330, 20 mét là 500 và 30 mét sẽ là 650.000. Giá đã bao gồm phí ship cho anh em nhá. Đã bao gồm phí ship cho anh em. Đây. Ví dụ đây nó sẽ là một quận 5 mét anh em này. Đấy, một quận 5 mét này cho anh em. Đó. Con này thì khi mà anh em cắm anh em làm công trình kết nối thì nó rất là chắc chắn cho anh em luôn. Đấy. Hàng cực kỳ là chắc chắn anh em nhé. Đấy, rất là dày dặn chắc chắn cho anh em luôn. Đây. Đấy anh em đây nhá, anh em xem này. Đây. Cắm vào này. Kết nối nó rất là chặt luôn anh em. Đấy, kết nối nó rất là chặt như này anh em. Đấy. Anh em giật ra nó còn khó nhá. Anh em cầm anh em treo con máy khoan máy khiếc lên thoải mái luôn. Đây. Đấy. Đây anh em nhé, có đèn báo cho anh em luôn. Đây nhá, nó sẽ có đèn báo cho anh em này. Đây nhá, quận này quận 5 mét anh em nhé. Quận này quận 5 mét này. Đấy, có đèn báo cho anh em luôn. Đây, đèn báo ok cho anh em. Đó. Đèn báo tương đối là sáng anh em nhé. Rất sáng luôn. Đấy, dây của Nhật anh em này. Japan anh em nhé. Đó, đều là dây Nhật hết nhé. Dây của Nhật siêu mềm luôn. Japan anh em nhé. Đây, FA 2.5 anh em này. Đó, dây 2.5 cho anh em. Cực kỳ là ngon luôn anh em nhé. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em như trên màn hình anh em này. Đó, 5 mét là 220.000. 10 mét sẽ là 330. 20 mét là 500 và 30 mét sẽ là 650.000 anh em nhé, 650.000. Rồi, ok anh em. Đó, đây là cái dây điện nhá, lô dây điện. Bên shop mới về. Hàng cực kỳ đẹp và chất lượng cho anh em luôn. Và giá thì cũng rất là hạt rẻ anh em nhé. Giá rất là hạt rẻ cho anh em luôn. Cà phê. Hôm nay thì bên shop lại về số lượng cho bác luôn. Một con khay cà phê cực kỳ đẹp và chất lượng như này nhá. Đấy. Con này thì nó là hàng của Anh các bác nhá, hàng của Anh. Đấy. Đấy, siêu phẩm của Anh luôn các nhá. Đấy, rất chất lượng luôn. Đấy. Của nó thì nó không quá dày nhưng mà nó lại rất là kiểu dáng nó rất là đẹp và nó rất là xinh xắn các bác. Đấy, nói chung là như con này thì các bác dùng thì chấm hết luôn. Đó. Các bác lên mã giúp cho em là khay cà phê. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 25-27 cm. Đấy, còn chiều rộng của nó thì vào khoảng 15 cm. Con này thì các bác dùng để làm cái khay đựng hoa quả, đựng thức ăn, đựng thực phẩm này thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Hoặc là các bác dùng đồ ăn chín cũng được, xào nấu đồ ăn thì mình múc lên. Đấy, nhà có, nói chung là nhà có hay có cỗ bàn hoặc có công có việc, hoặc nói chung là dùng đa di năng, các bác dùng vào việc gì cũng được. Cái này thì nó rất là tiện, một cái khay như này với ví dụ để bàn này mình đựng hoa quả này, hoặc là mình múc đồ xào, đồ nấu này, hoặc là đồ ăn sống, đồ ăn chín đều được hết nhá. Đấy, ví dụ như là bác mua lấy 5 cái như này về, ví dụ có ăn lẩu thì mình đựng rau dợ, đựng thức ăn đồ ăn chín, ví dụ như là thịt gà rồi thịt bò các thứ vân vân. Đó, nên xem là khay cà phê nhá. Lên mã giúp cho em là khay cà phê nhé. Khay cà phê. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25k một chiếc nhé. 25k trên một cái như này. Đó. Còn các bác lấy số lượng từ 5 cái trở lên, 5 cái bên em tính cho bác cái giá đó là 110k nhé. 110k cho số lượng 5 cái như này. Đấy, mua 5 cái giá chỉ có 110.000, tính ra là vào có 11.000 một cái thôi. À, vào bao nhiêu nhỉ? Và 22.000 một cái các bác nhá. 22.000 một cái. Đây, còn các bác mua là lẻ lại sẽ là 25.000. Đó. Xin lỗi các bác, em thì hơi rốt toán một tí các bác thông cảm. Đó. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn. 25.000 cho một cái khay như này. Các bác mua 5 cái giá chỉ 101 thôi. Bác nào mua nguyên 5 cái khay này cộng cho em thêm 20.000 thì ship nữa nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái khóa phanh đĩa nhá. Lên cho em là khóa phanh đĩa này. Đó. Khóa phanh đĩa. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 70k nhá, 70k cho một con khóa phanh đĩa này đúng không? Đó, 70k cho một cái khóa phanh đĩa này các bác nhá. Con này thì nói chung là các bác dùng nó rất là tiện dụng luôn. Đấy,
Ưu điểm của nó thì cái ưu điểm đầu tiên của nó là nhỏ gọn nhé. Các bác có thể bỏ túi quần, túi áo này rồi bỏ vào ba lô, bỏ đâu cũng được, nó rất là tiện. Có hai chìa cho anh em các bác luôn. Đấy, bình thường thì các bác bỏ vào túi, bỏ vào trong ba lô này, bỏ túi quần, túi áo là ok này. Khi các bác dừng xe cái là các bác bập luôn vào cái khóa cho em, bập luôn vào khóa cho em nhé. Đó, rất là tiện luôn đây. Đây em sẽ test sản phẩm cho bác luôn. Đây, ví dụ như đây là một cái con xe máy các bác này. Đây là một con xe máy này. Đấy, đây là cái đây là cái phanh đĩa đây các bác nhá, cái phanh đĩa đây. Các bác chỉ cần là mở khóa ra như này. Sau đó thì các bác đặt vào đây, sập vào cái là xong. Đó, rất đơn giản thôi. Con này thì nói chung là đã có con này rồi thì đến bố trộm cũng chịu anh em các bác nhá. Bố trộm cũng chịu luôn. Đấy, kể cả các bác có mở chìa nhá, các bác có để khóa nổ, trộm cũng chỉ có há mồm thôi, không bao giờ dắt đi được các bác. Đấy, nó rất nhỏ gọn tinh tế nhá. Đấy, mở ra thì các bác lại đút vào. Đút vào các bác mở ra cho em là xong. Đấy, đấy, các bác cho chìa vào. Các bác cho chìa vào, các bác xoáy cái là nó đẩy ra. Đấy, nó đẩy ra như này. Còn bình thường khi các bác sử dụng ấy nhá, chỉ không cần phải chìa. Đấy, khi đã mở sẵn như này rồi. Khi các bác đã mở sẵn như này rồi nhá, các bác chỉ cần đặt vào cái lỗ này, đặt vào cái lỗ này. Đấy, di chuyển sập vào cái là xong. Coi như ok, chấm hết coi nhá. Nói chung là rất là an toàn tuyệt đối luôn. Đấy, an toàn tuyệt đối luôn. Rất tiện dụng các bác nhá. Đấy. Giá thì chỉ có 70.000 thôi mà bảo vệ được cả con xe máy 70 triệu thì tại sao các bác không mua đúng không? Đó, giá cực tốt cho các bác luôn. Đấy, giữ được mất con xe máy 70 triệu nhá. Đấy, bỏ ra có 70.000 thôi. Ok. Sản phẩm tiếp theo đó là cái các bác lên mã giúp cho em là nắp cống các bác nhá. Đấy, cái này thì bên shop gọi nó là nắp cống. Đấy, con này thì nó vừa là chắn rác vừa là giúp cho ngăn mùi các bác nhá, ngăn mùi. Đấy, giá thì cực tốt cho bác luôn. Một con nắp cống như này. Giá của nó sẽ là 20.000 à. Giá sẽ là 20.000 cho con nắp cống như này nhá. Đấy, con này thì nó vừa là giúp là ngăn mùi này, vừa giúp cho các bác là chắn rác luôn các bác nhá. Chắn rác rất là tiện lợi luôn. Đây, đấy, khi các bác lắp đặt vào nó như này. Sau đó thì về các bác đút xuống cái nắp cống nhà mình ấy, nắp cống này. Vừa là nắp cống nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, vừa là tất cả các cái khu vực như là chậu rửa mặt các thứ, rồi nói chung là tất cả đều vừa hết nhá. Chậu rửa bát thì biết đều vừa hết. Các bác chỉ cần đặt vào cho em là xong, đặt vào như này là xong. Đó. Thứ nhất là ngăn mùi, nó sẽ khỏi bị xông cái mùi nắp cống lên. Đấy, thứ hai là khi mà các bác sử dụng ấy thì nó rất là sạch sẽ các bác nhá, rất là sạch sẽ. Đấy, không bị rỉ sét, nó bằng nhựa này, không lo bị rỉ sét nhá. Bình thường nếu các bác dùng cái nắp cống bằng inox nhá, inox mà lâu ngày mà để độ ẩm cao nó vẫn bị rỉ các bác nhá, vẫn bị rỉ, tại vì những cái nắp cống thông thường thì giá nó rẻ thế nên là nó vẫn bị rỉ như bình thường. Đấy. Các bác lên cho em là nắp cống giá của nó sẽ là 20k nhá. Nắp cống giá của nó sẽ là 20k. Đây em sẽ có video đã sử dụng thực tế cho các bác xem luôn. Hàng cực kỳ chất lượng và giá hợp lý cho bác luôn. Đây nha anh em, những cái video sử dụng thực tế này. Đấy. Thứ nhất là vừa là ngăn mùi này. Thứ hai là các bác sử dụng để ngăn rác. Đấy, các bác thấy không? Đấy. Đấy, cơ chế xả nước của nó này. Đấy. Cơ chế xả nước của nó này. Đấy. Thí nghiệm thực tế cả với khói luôn các bác nhá. Đấy. Rất tiện dụng luôn các bác nhá. Đó, đây. Ngăn mùi này, nồi rác giết các kiểu con là điều luôn. Rất tiện dụng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá chỉ có 20k trong cái nắp cống này thôi. Lên cho em là nắp cống nhá. Giá của nó sẽ là 20k một chiếc các bác nhá. Rất tiện dụng luôn các bác. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòng vàng. Đấy, vòng vàng điều hòa huyết áp các nhá. Đấy. Các bác lên cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp. Đấy, giá của nó sẽ là 50k. Đấy, vòng vàng này. Vòng vàng điều hòa huyết áp các bác nhá. Giá của nó sẽ là 50k cho một chiếc như này. Đó. 50k cho một chiếc vòng vàng điều hòa huyết áp như này nhá. Giá của nó sẽ là 50k nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp giá của nó sẽ là 50k. Ở trong cái vòng này thì nó sẽ có là một loạt các cái hạt nam châm các bác nhá. Đây. Đấy. Nó sẽ có vàng thì của nó sẽ là vàng 10 carat nhá. Vàng 10 carat các bác nhá. Đó. Đây. Vàng 10 carat cho bác luôn. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái phân tử hạt nam châm này. Cách một hạt thì lại có một hạt nhá. Khi các bác đeo vào nhá thì cái hạt nam châm này nó sẽ là có từ tính nhá. Đấy, nó sẽ giúp cho cái khí huyết, máu huyết các bác được lưu thông nhá. Đấy, rồi đả thông kinh mạch, rồi máu huyết lưu thông, rồi nói chung là nó sẽ giúp cho điều hòa huyết áp trong cơ thể các bác nhá. Đấy. Điều hòa cái huyết áp trong cơ thể. Bác nào bị huyết áp cao thì đeo thì nó sẽ giảm, và huyết áp giảm thì đeo thì nó sẽ tăng lên cho các bác nhá. Đó, nó sẽ giúp cho các bác là đã thông kinh mạch, điều hòa huyết áp, tại vì nó sẽ có là những cái hạt nam châm từ trường như này nhá. Đấy, nam châm từ trường như này. Đây. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác các cái hạt nam châm từ trường như này. Con này thì hàng cực kỳ chất lượng, bên shop cũng bán rất là nhiều. Cái vòng vàng này nhiều người đeo và đánh giá nó rất là tốt các bác nhá. Đó.
thì giá của nó chỉ có 50.000 thôi, giá rất tốt, các bác có thể mua về để trải nghiệm sản phẩm thôi nhá. Đấy, giá chỉ có 50k thì cái vòng vàng như này. Đấy, giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Các bác lên trên là vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Giá của nó sẽ là 50k thôi nhá. Đó. 50k một chiếc. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đấy, các bác lên trên là vòng vàng điều hòa huyết áp, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k. Tiếp theo bên shop về cho bác một cái lô đó là cái vòi cái van này bên shop lên nó là van đỏ nhá. Van đỏ. Con này thì nó sẽ là bằng inox 304 và nó sẽ chia ra làm hai nguồn nước, hai đầu nước, tất cả đều bằng inox 304 hết. Có đầu gen kết nối các thứ đàng hoàng, gen rong đâu ra đấy các bác nhá. Có gen có rong kết nối nhá, đều bằng su 304. Cái này là inox 304M nhá, inox 304M. Dùng rất là ngon và bền bỉ luôn, tay xoáy tay siếc cực kỳ là ngon luôn nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới quý cô bác anh chị giá cực kỳ hợp lý luôn. Đấy, một cái con van đỏ như này giá của nó chỉ có 80k thôi. Các bác lên cho em là van đỏ nhá. Đấy, lên đúng tên cho em để cho nó dễ mua bán nhá. Van đỏ. Giá của nó sẽ là 80k cho con van đỏ này nhá. Tránh nhầm với các loại khác các nhá. Đấy, tránh nhầm với các tên khác thì con này em lên nó sẽ là van đỏ. Giá của nó sẽ là 80k. 80k cho con van đỏ như này. Các bác lên đúng tên cho em nhé. Đúng tên để tránh nhầm lẫn với các mặt hàng khác nhé. Đó. Van đỏ giá của nó sẽ là 80k. Đấy. 80k cho con van đỏ như này các bác nhé. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bảng tô các bác nhé. Các bác lên cho em là bảng tô. Đấy, con này thì dùng cho trẻ em rất là tiện luôn. Đấy, nhà có trẻ em các bác dùng con này cho em. Đấy, lên mã giúp cho em là bảng tô nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác một con bút như này, một con bút như này cộng với một cái bảng này. Các bác bật cho em sang cái nút mở khóa này, các bác ở đằng sau nó sẽ có cái mở khóa này nhé. Các bác đẩy sang cái phần mở khóa này, sau đó thì mình bắt đầu sử dụng nhé. Các bác lên YouTube các bác gõ là shop Phạm Huấn này, đó shop Phạm Huấn là sẽ ra luôn nhá. Đó shop Phạm Huấn qua nhá. Đó đây, ok. Hoặc là các bác muốn mua hàng trên top TikTok đấy thì các bác gõ là shop Phạm Huấn hàng Nhật bãi nhá, hoặc là chỉ cần gõ shop Phạm Huấn thôi là nó sẽ ra bốn cái shop của bên em. Đó, các bác muốn mua ở trong shop nào cũng được nhá. Giá thì cực tốt cho các bác luôn. Đó. Còn cái này thì các bác lên đã giúp cho em là bảng tô nhá. Bảng tô. Con này thì hàng rất là xịn luôn. Đó. Bảng tô. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k cho một chiếc bảng tô như này. Đó, rất tiện luôn. Về cho anh em nó tập vẽ này, tập viết này. Đấy, màn hình của nó là màn hình LCD nhá, rất tiện luôn. Đấy, màn hình LCD này. Đấy, ví dụ như là tập vẽ này, tập viết này, rồi là tô vẽ, rồi là nói chung là nghịch rất là ok nhá. Con này của nó rất là chắc chắn luôn.